Trong cái video này thì mình nói về một cái câu trong đề, cái câu môn sử nha. Một sử trong đề thi chính thức như thế nào, để tính chính thức 2022 nha. Thì sử địa là hai câu thầy đánh giá tương đối dễ rồi, nhưng mà cái phần sử, cái phần địa thì cũng là dễ hơn môn sử. Tại vì địa thì nó cái tính chất suy luận nó dễ hơn là môn sử ha. Tại vì sử đôi khi liên quan tới cái sự kiện, đôi khi liên quan đến những cái chiến dịch này kia, cái thời gian mình không có nhớ hết được cái ý nghĩa này kia, cái nọ hơi khó ha. Thì trong phần này mình sẽ tìm hiểu một câu lịch sử thế giới ha, thử một câu lịch sử thế giới thử. Thì trong đề thi thì thường thường có một đoạn thông tin, một hay hai câu lịch sử thế giới, còn lại là lịch sử Việt Nam. Còn đoạn thông tin thì đôi khi có câu lịch sử thế giới, còn đôi khi có câu lịch sử Việt Nam. Nói chung là cơ bản là lịch sử Việt Nam vẫn là chiếm ưu thế hơn so với lịch sử thế giới ha. Thì câu lịch sử như này: sau chiến tranh thế giới thứ hai á, thì Mỹ đã thực hiện kế hoạch Marshall ở đâu nha? Thì họ thực hiện ở Hàn Quốc, ở Đông Nam Á, ở các nước Tây Âu hoặc ở Nhật Bản. Thì đầu tiên mình biết cái chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945 đúng không? Và kết quả chiến thắng là nghiêng về phía Mỹ và các nước đồng minh Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp đúng không? Mỹ, Nga, trong đó là Mỹ, Nga, là Mỹ, Nga và Anh á, là ba nước chính ở trong cái chiến thắng này. Pháp thì bị thua cuộc từ đầu rồi, còn Trung Quốc thì cũng yếu thế lắm, yếu thế trước Nhật, nhưng mà nhờ được sự giúp đỡ của đồng minh Nga và các nước thì đã chiến thắng quân Nhật. Nhưng mà cơ bản thì Mỹ vẫn là cái nước, Mỹ và Nga là hai nước chính ha. Chính thì khi sau khi chiến tranh thế giới thứ hai xong á, thì đất nước cái thế giới chia đôi hai cực điện ta, thì Mỹ và bên sau khối tư bản chủ nghĩa là gồm Anh, Pháp, Đức ha, đông bên Tây Đức, còn Nga thì ở bên các nước sở khối chủ nghĩa gồm có Trung Quốc này và các nước đông 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 Âu ha. Thì Nga đã hỗ trợ cho các nước đông Âu phát triển rất là mạnh mẽ. Thì để mà đối trọng lại với cái sự phát triển của các nước Đông Âu á, thì Mỹ đã thực hiện kế hoạch Marshall ở Tây Âu ha. Kế hoạch Marshall Mỹ được thực hiện ở Tây Âu để mà giúp các nước ở Tây Âu á, phục hồi lại kinh tế sau cái sự tàn phá nặng nề của chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt ở Đức ha. Đức có phát triển, có cái mức phát triển rất là mạnh mẽ. Khi mà kế hoạch Marshall kết thúc ấy, thì Đức cũng đã có những cái thành tựu kinh tế rất là lớn ha. Thì đây là một câu hỏi nó cũng tương đối dễ suy luận cho chúng ta, cho các em làm. Tại vì ở các nước Đông Nam Á thì cơ bản không có cái kế hoạch gì cụ thể cả ha. Kế hoạch ở Đông Nam Á không có, chỉ có kế hoạch là, tại vì Marshall là kế hoạch về kinh tế, về phát triển kinh tế. Còn ở Đông Nam Á thì cơ bản là kế hoạch về 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 chiếm thuộc địa thôi. Nó Nhật Bản thì có kế hoạch khác, còn Hàn Quốc thì vẫn đang là cuộc tranh giành giữa hai bên ha, bên Triều Tiên và bên Hàn Quốc. Cái này nói chung là chưa có thực hiện Đông Tây Âu để mà đối trọng lại với cái sự phát triển bên Đông Âu do Nga hỗ trợ ha. Đây là cái đáp án của câu này. Thì tương tự các em có thể làm những, trong đề thi các em có thể gặp những câu tương tự như này, các em chú ý làm nha.